Ủa quay mà. Trời ơi trời, tôi mình đến, mình đến. Đừng quay. Trời ơi trời. Đừng khí thế. Ghê quá đi, không phải vậy. Vậy sao giờ? Đi ra chợ mua bình hoa về. Bác đâu? Chừng nào bác qua? Ra rồi, đâu nha nè. Vậy là về đó hả? Tụi mình ra trễ rồi. Chứ gì nữa, nội tìm bà không tôi cũng... Ờ, có 10 phút à. 10 phút có luôn. 10 phút à. 10 phút luôn. Có 10 phút à. Đúng không ta? Có 10 phút à. Cụ em. Thôi, ghê. Quay lại cái căn quá. Yeah, Nguyễn Đô. Các bạn Nguyễn Đô á. Ở đây là con gì không? Mà kêu bạn Nguyễn ốm. Con gì? Đây là con gì? Đây là chuột con. Chuột cha. Đây là cái gì? Hoa. Gạnh. Mắc cỡ lắm. Muốn mai điên cuồng sao mà mắc cỡ. Kiếm bình hoa cắm vô. Kiếm đâu ra? Kiếm đi. Dạ, yeah, trách nhiệm nó thuộc về không? Ra chợ mua về. Có lệnh, có lệnh, có lệnh. Hiện tại Diễn Khánh có lệnh. Trời ơi, xấu lắm. Giờ này tối rồi. Thôi mình để gì đây luôn đi. Để ở dưới, để ở trên. Thôi mình để đây. Để ở dưới đây nè. Để đây. Thôi. Hả? Để nằm ở dưới đây nè. À đúng rồi, bộ người ta thử để nằm. Đó thấy chưa, theo phong cách phương Tây. Bà, yeah. Bà có đọc bài thuốc của Lỗ Tấn chưa? Ờ. Đó là một để này thôi, nhưng mà... Cái gì? Để ở dưới. À, thì tôi nói là trong tác phẩm đó thôi, còn ở... Rồi, tôi biết ông tốt nghiệp là trung bình này, bỏ hoa xuống đi. À, xin giới thiệu với quý vị khán giả, mình là Trương Cao Nguyên. Dạ. Yeah. Chủ nhân cứ bó hoa này, nhưng mà bó hoa này sắp làm chủ nhân của lộ, tức là đầy tớ của cái bạn này. Hả? Không phải, thuộc quyền sở hữu giống như là đầy tớ. À, nói chung là vậy nên... Bỏ xuống đi. Nên mắc cỡ quá. Màu, ông màu hơn tôi nữa. Đâu á, màu mè á, có nghĩa là cái cách ăn mặc á, hiểu không? Hãy nhìn xem. Ông mặc vô màu mè gì? Màu mè trời ơi. Tại tôi đi, thầy đi xe mà. Thế còn cái cục, mấy cục hồng hồng kia là cái cục gì? Hồng hồng gì? Đó. Trời ơi, áo của ta vậy? Trời ơi, màu mè, cách nhập màu mè đi. Quê, tôi là con gái, BD là con trai. Bà... Không được diện hả? Xin giới thiệu với tất cả các bạn, bạn Dương ba giới tính. Nam, nữ và BD. Cộng thêm BD là tính lét với bóng luôn nha. Không, tôi chỉ thể làm lét, không được làm gay. Để đây hả? À. Xấu gì? Trời gì mà xấu. Để dựng này đi. Biết gì không? Nếu cái... Để dựng này đi. Dựng nó ngã. Thì bà thử đi. Ông dựng mai, đi. Mai năm bỏ hoa sau. Nhà năm. Sao đây không lấy bình ta? Tự nhiên, bình nhà năm tùm lum à. Sao ta muốn chụp lại gọi anh tí quay tiếp làm sao trời? Dạ quá mà. Chụp cho nó đứng lại á. Dạ quá mà. Bấm cái lỡ nó dừng lại mất công quay 2-3 clip. Giờ đấy ghép lại. Chỉnh đi quen. Nè. Xếp bằng cục rồi đi, chở bà thì chứ bà lo quay không à. Cái dĩa. Lấy ra. Cái dĩa mà quay, ơ mà chân cái gì? Thì chân được chồng cao lên rồi xong bà bỏ dĩa giải nó rồi xong còn nhiêu về chiều nay tối nay tôi với anh Trung xử bà nhịn. Chứ còn gì nữa. Tốt. Lấy sao? Trời ơi, cái tay thò lấy lên sao dông miền Tây dở thế nhỉ? Không, trời ơi, thôi tôi xin lỗi, tôi rút lại lời này nha. Bây giờ bà coi, đưa bà coi cái kéo băng lên nó quýnh tôi. Ghê quá à. Sao đụng đó hả? Sao đụng? Tay bà nhỏ hơn tay tôi mà. Bà thấy ở đây non nước hữu tình không? Thấy là... Thôi, ở đây không đẹp như tôi nghĩ. Chứ bà nghĩ sao? Thì tôi nghĩ nó đẹp hơn nên tôi mới nói là nó không đẹp như tôi nghĩ. Bà thấy cái cây này không? Đây là cái chùa nè. Đây, cho ông chọn lấy bịch nào. Bịch gì? À, đem nhà cúng không? Ừ, đem nhà nó cúng đó. À, nhanh đi, để về năm nó đóng cửa. Sao lại đóng cửa? Thì có quán mà. Nhanh. Đâu, bên đó. Nhanh, tôi chịu nổi rồi. Mình nhanh quá. À. Đó không, chân được bao nhiêu à? Vừa được rồi, về nhà chân nữa. Đây, bãi, để bên này, về nhà chân nữa. Nhanh. Bỏ vô đi, tôi quay cho. Sao kỳ vậy? Bỏ vô. Tự nhiên vậy cũng móc điện thoại đi, nó màu mè. Màu vậy, chắc tôi ngồi xuống nó ghẹ đôi sao bà? Dạ, ông bỏ cái dĩa băng cục vô trước đi. Ôi, công việc cao cả cũng người cao cả. Tránh qua bên cây, được cái lưng nghe không à? Trời, bạn thông minh vậy á. Vậy? Ta để ở trong xong ta đem băng cục ta sắp vô.
Ai kêu tôi lấy cái dĩa, ai tôi luộc ông bây giờ. Ông kêu tôi lấy cái dĩa cái đã bây giờ ông mắng tôi. Má bà chết ngắt bây giờ. Rồi sao? Rồi tiếp giải đi. Rồi đồ cúng mà bước qua bước lại. Ôi chết chết chết. Sorry. Bỏ vô đi, bỏ vô buộc lại. Trời ơi, sao mấy cái chuyện này bà không làm cho bà, ông giỏi gì? Bà nghe, bà là đồng hành cho tôi nghèo sao? Đồng hành gì kỳ vậy? Tôi ra tới đây, ông làm đi. Nữa. Ổn quá à, clip toàn nguyên không à. Ủa vậy hả? Vậy để tôi, nãy tôi quay bà không? Không, tôi không nói là tôi nói không có ông Hoàng kìa. Ai biểu bà không quay? Tôi quên. Dạ bố nói bà giờ gặp lần đấy, không quay. Ừ, bởi vậy tôi sẽ ôm nó. Gì? Cái gì? Chuyện thường thôi mà, săn thôi mà. Xong nó sẽ... Ừ. Không, cái đó là cái gì? Có nghĩa là nó quấn bà. Hai đứa hứa nhau mà. Hứa nhau nó sẽ nói như thế này. Thôi, đừng diễn, nói thôi, đừng diễn. Hồi chưa chơi thân chơi hết. Ghê quá, tôi thấy ông đang nói cảm xúc của mình á. Dương là người đầu tiên không phải. Nói gì chứ chắc chưa làm được đâu. Được chứ, hồi kia đứa nào nói ta. À đúng rồi, mấy đứa em trong lớp tôi nó ấy. Thôi à, ông vừa sắp vừa nói. Ủa mà sắp sao đây vợ? Thấy chưa, ông giỡn bẹt. Giỡn gì, người ta tháo này ra xong kia người ta lấy từng cộng gì đâu. Tôi thông minh lắm bà. À làm đi. Đó. Này nha. Người ra thăm mộ mà bắt người ở đây sắp trời chịu không nổi chứ. Đó là quyền lợi của người đi thăm. Lợi người đi thăm. Nó chơi với đi ghe nè, làm đi. Khổ. Vất vả. Trời ơi. Mệt quá. Kệ ông làm đi tới tôi ăn cho. Lấy tôi với chúng ăn. Vậy sao? Trời đi, sáng mai sinh nhật nó thì ăn luôn. Tự nhiên bà đừng nói vậy nha, để tôi lộ cái mặt tôi cho người tổ chức cho nó. Là sao? Thì tôi mua bánh kem cho nó mà. Vậy là bánh kem là của ông đúng không? Tôi quýnh mà bây giờ tôi làm. Cho tôi nhau nó mua bánh kem cho nó. À, mua nhưng mà tôi nói của tôi, nó mới đúng sự thật chứ. Chết mẹ rồi. Thấy chưa? Nãy giờ ông nói tôi chết hai lần rồi đó. Chết ngắt nữa. Tại nhiễm bà chứ hôm qua tôi nghe từ chết ngắt tôi vui thèm. Buộc lại. Đi đây tôi làm cho. Nè, ra đi. Bất bảo. Chết đúng là bạn Dương màu mè, Hoàng nói có đúng. Thì làm đi. Tôi làm cái gì màu mè. Trời đọc bật đèn phải lét lên. Sẽ vô không đâu. Khoa học chứng minh không biết. Chọc ông bây giờ. Nãy cột bằng dây lạc mà dây thun đã đâu ra trời. Ủa thường cột bằng dây thun mà không có dây. Đó dây lạc đó. Thì để tạm thời đi mà. Ông có cộng dây thun mẹ không? Tự nhiên tôi kiếm đâu ra, lấy cái dây lạc nè. Gì? Chưa khoe. Đủ mà không? Cũng như thế nào nhé. Vậy hả? Yesterday one more. Giờ này toàn giỡn không bị chờ. Trời ơi. Mấy giờ nhanh để... Đang đói. Đói hả? Đói hả? Ăn nhãn của tôi. À, của bà mua. Cái gì ông nói lại ơi? Của bà mua. Không phải. Ăn nhãn của tôi. Giải. Yeah. À lộn phải. Thấy chưa? Thôi không có lộn. Mà sorry my baby. Baby già. Đồ ốc, mà sao bỏ vô được? Sao không được? Cái đàn, nhớ cái đàn. Trời ơi, bà thấy tôi minh thông chưa? Cái người mày có... Mày nghe. Rồi, nhìn nhẹ. Đưa tay đưa vô luôn. Yeah, à, nguyên sao? Giỏi. Nguyên sao? Nguyên baby giỏi. Mà. Yeah. Chắc Nguyên hết giỏi rồi. Cầm đây, để chỉnh lại. Chỉnh, coi chừng một tí đẩy rồi gớt hết giờ. Rớt thì mày gớt bây giờ. Cái này xây quá nhỏ. Xây to làm gì? Xây to để đồ mới được. Ui sạc, thấy ở đây ai xây to không? À, vậy là tính là 20, vậy là làm giỗ là 23 tháng, ủa 20 tháng 3. 20 tháng 3 âm lịch hàng năm. Vậy mà bữa hổm 14 tháng 4 làm tôi gói gít cho cậu nha. Gói gít hả? Là cái gì? Rồi cái này thì sao?